Xin chào anh Lương Thanh Long và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho anh Lương Thanh Long. Có đặt hàng bên em một bộ sản phẩm bao gồm: thứ nhất, hai mic bạc xanh và một cục nguồn 12V 1A. Và một cục nguồn 12V 1A bên em đang bán là 45.000. Và một đôi mic bạc xanh bên em đang bán là 545.000. Vâng, và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc có điện thoại, có số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Vâng, và cái nguồn này thì em test và dán tem cho anh. Thì cùng nguồn này là bên em bảo hành ạ, 1 tháng. Đấy, và bây giờ em sẽ test luôn cục nguồn này cho anh. Ok, 12V 51 ạ. Rất ổn định ạ. Ok, và như vậy là cục nguồn hoạt động rất ổn định. Và đây em đã dán tem bảo hành rồi nhá. Và bây giờ tiếp theo em sẽ test mic cho anh. Thì ý định của anh mua cục nguồn này là cũng về để cấp nguồn cho mạch thu mic. Ok, và bây giờ em sẽ kết nối với mạch loa kéo để test hàng cho anh ạ. Ok, như vậy là hai bóng đèn led ở trên mạch cũng đã sáng và hai màn hình led ở mic cũng đã sáng. Và bây giờ em sẽ tắt một mic đi để tiến hành cho anh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, và như vậy là một mic hoạt động rất tốt. Em sẽ test mic 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, và như vậy là hai mic đã hoạt động rất tốt. Và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu và gửi hàng cho anh. Đây là ký hiệu trên mạch thu của anh. Đây là ký hiệu ở trên mic của anh. Vâng, và xin cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh luôn thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.